Xin chào mừng cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phi Long Ô Tô. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi rất là biết ơn cô bác anh chị đã đăng ký và theo dõi kênh YouTube về mua sắm ô tô của chúng tôi. Và hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một lĩnh vực mới mà Phi Long Ô Tô chúng tôi đang kinh doanh. Đấy là lĩnh vực về bất động sản, giới thiệu, tư vấn mua bán nhà đất trên địa bàn thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình và các vùng phụ cận. Rất mong tiếp tục nhận được sự yêu quý và theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng tôi xin cảm ơn thật là nhiều. Và trong ngày hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu với cô bác anh chị một bất động sản tại thành phố Tam Điệp. Trước mặt các bạn đang theo dõi đó là đường Đồng Giao, và bên tay trái chúng tôi là công viên xanh của thành phố Tam Điệp. Bất động sản chúng tôi đang muốn giới thiệu với các bạn nằm trên khu đô thị mới Đồng Giao. Trước mắt là ngã tư trường cấp 3 Nguyễn Huệ. Phía bên tay trái là đi ra phía chợ Đồng Giao. Đi thẳng là lên khu đô thị mới Doveco vòng xoay. Và bên phải này là về phía trường cấp 3 Nguyễn Huệ. Chúng tôi mời các bạn đi thẳng. Từ ngã tư trường cấp 3 Nguyễn Huệ lên mảnh bất động sản này thì dự kiến là khoảng 500m, nằm tại dãy 5. Bên tay phải của bác anh chị đây là trường cấp 2 Đồng Giao. Mảnh bất động sản này có diện tích tổng 140m², mặt tiền 7m, chiều sâu là 20m. Các bạn đi qua công an thành phố, đi qua sân thể thao của Tam Điệp và bảo hiểm xã hội. Bên tay trái đây là sân trung tâm thể thao của thành phố. Và đã tới bảo hiểm xã hội của thành phố Tam Điệp rồi. Thì các bạn nhìn thấy bên tay phải chúng ta là một căn biệt thự màu trắng khá là đẹp. Thì đến cái đường rẽ này, mời các bạn rẽ phải. Mảnh bất động sản này nằm tại dãy 5, cách giáp với lô Đầu Ve, dãy 5. Một căn biệt thự khá là đẹp, nằm ở dãy 1. Ngay đầu đường của con đường này. Xa xa đằng kia chính là con đường cắt sang Yên Sơn, chỉ dự kiến 2 km, đang có kế hoạch làm đường trong thời gian rất ngắn nữa mà thôi. Bất động sản chúng tôi đang muốn giới thiệu với các bạn nằm trước mặt. Và như đã giới thiệu với cô bác anh chị thì hôm nay lĩnh vực chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn đấy là về bất động sản, chính là mảnh giáp với lô Đầu Ve này. Mặt tiền là 7m và chiều dài là 20m, nằm vị trí quay ra đường Đồng Giao, tức là hướng Nam. Từ trước đến nay thì có lẽ là cô bác anh chị đã theo dõi chúng tôi về lĩnh vực mua bán ô tô. Thì hôm nay là chúng tôi xin giới thiệu với cô bác anh chị là về lĩnh vực bất động sản. Bất động sản này thuộc vị trí xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp. Và mặc dù đây là khu trung tâm của thành phố Tam Điệp nhưng mà trên địa giới hành chính thì vẫn ghi là xã Quang Sơn. Vị trí thửa đất này là thửa số 300, nằm tại tờ bản đồ số 41. Mặt tiền 7m, mặt đường rộng 8m, chưa tính vỉa hè. Giáp với lô Đầu Ve, anh chị bỏ cái lô Đầu Ve này ra. Và mảnh đất của chúng tôi chính là cái khu vực này. Vị trí ở đây thì có bác anh chị nếu mà nhìn thẳng sang kia thì phía bên kia là có một con đường giáp với núi Ba đi thẳng sang Yên Sơn. Đi sang Yên Sơn thì từ đây chúng tôi đo đồng hồ công tơ mét mà đi cắt sang thẳng sang Yên Sơn khu vực cầu Thủng ấy là chưa đến 2 km, rất là gần. Và dự kiến là con đường này cũng sẽ làm trong thời gian rất ngắn.
thì sau này bà con từ khu vực Yên Sơn đi sang Tam Điệp sẽ đi theo con đường này. Đấy, và rất gần từ Quang Sơn đi lên khu Thống Nhất chạy vòng, rồi là Nho Quan là sẽ đi đường này về với Đồng Dao. Trung tâm khách vòng xoay của Đồng Dao thì lên phía trên này là cũng chỉ khoảng 200m thôi. Và khu vực này khá là trung tâm, gần với trường mầm non Bắc Sơn, gần trường cấp 2 Đồng Dao. Phía khu vực đằng sau của lô đất này thì là đã có quy hoạch khu tượng đài, tượng đài Quang Trung Hoàng Đế. Và phía xa kia các anh chị lên, nếu như mà đứng theo chiều của căn của mảnh bất động sản này hướng nam, thì bên tay phải chúng tôi nhìn lên chính là cái khu 16 hectare khu đô thị mới, có công viên, có những khu vui chơi giải trí và nhìn ra phía tượng đài. Khu vực này thì khu dân cư là tương đối là sầm uất. Bất động sản này thì chúng tôi đang chào bán với giá là 1 tỷ 380 triệu, và có thương lượng cho anh chị em mà nhiệt tình. Để định vị mảnh bất động sản này thì các anh chị đến cứ đến khu căn biệt thự màu trắng này. Và bất động sản này chúng tôi đang giới thiệu là nằm ở dãy 5, giáp với lô Đầu Ve. Thì chiều đến cô bác anh chị mà đi bộ thì không khí là rất là tuyệt vời, rất là mát mà thoáng. Đi ra chợ cũng rất gần, đi con cái đi học cũng khá thuận tiện. Cô bác anh chị nào muốn sở hữu mảnh đất này thì liên hệ với Bất Động Sản Long Việt. Số điện thoại của chúng tôi là 085 928 7777. Và bây giờ thì chúng tôi mời các bạn cùng lên cao để ngắm toàn cảnh khu vực. Xin cảm ơn các bạn. Và cũng không quên cô bác anh chị yêu quý thì hãy tặng cho chúng tôi một like, một sub để ủng hộ. Xin cảm ơn.